Chào các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu phần thứ 78. Hai chữ đầu tiên mà tôi giới thiệu hôm nay là hai từ triết học. Triết học. Theo tôi nghĩ thì đối với người Việt hay là đa số người ở Đông hiện đại thì cái môn triết học ngày nay có vẻ như là đã lỗi thời. Mà cũng vì lý do này mà hình như là không còn bao nhiêu người hiểu rõ triết là cái gì. Tất nhiên tôi cũng không phải là người hiểu về triết. Có điều bây giờ mình ngày hôm nay mình giới thiệu chữ triết thì tôi chỉ nói xung quanh cái chữ triết là như thế nào. Có thể là nhìn qua cái chữ này chúng ta có thể có một cái khái niệm nhỏ nhỏ về triết là như thế nào. Rồi, đây chính là hai chữ triết học ha. Chữ học thì mình đã học rồi đó, chữ học đã học rồi thì tôi nói chữ học trước. Thì các bạn thấy đây là chữ học, nó có hai bàn tay nè, chính giữa có dấu nhân, tức là những cái que tính nè. Ở đây vẽ cái nhà phải không, trong một cái em bé phải không, tức là cái nhà này là cái trường học đó. Thì trong cái trường học này có em bé nè, tất nhiên có thầy giáo, và đây là hai bàn tay thầy giáo nè, cầm những cái que tính dạy cho học trò làm tính ha. Đó, thì bữa nay tới bữa nay thì cũng vậy thôi, bốn bước tiến hóa là nghe. Ở đây thì học trò nè, ở trong trường, trong cái nhà trường nè đấy, và trong đó có thầy giáo, đây là hai bàn tay thầy giáo nè, cầm tới hai dấu nhân đó, tức là những cái que tính nè, dạy cho học trò ở trong trường này là làm tính. Bên này cũng vậy, bên này thì học trò nó cải biên thế này và cuối cùng như vậy thì cũng dễ nhìn. Đó chính là chữ học. Như vậy khi mà mình nói chữ học á, nó có học không có nghĩa là học sinh học. Khi mà nói chữ học thì trong đó có luôn trường học, có luôn thầy giáo đó, rồi có luôn cái môn toán làm tính, rồi có luôn những cây que tính. Thế thì chữ học nó rất nhiều cái thông tin. Như vậy đó là trong chữ học đó có hàm ý là chữ dạy rồi. Lý do cho nên nếu chúng ta nói dạy và học thì coi như là thừa ha. Đó là chữ học. Bây giờ chúng ta quay trở lại chữ triết. Triết là cái gì? Đầu tiên các bạn xem coi triết có mấy yếu tố. Đây, thứ nhất là các bạn thấy là ở trên này có một cái nhánh cây nè, ở dưới này có nhánh cây. Thực chất thì cái ý người tạo chữ là đại khái là cái cánh nhánh cây này nè là bị chặt ra làm hai khúc đó, khúc trên và khúc dưới. Và chặt bằng cái gì? Chặt bằng cây búa. Thì các bạn thấy cái đường ở ngoài này nè đó, cái đường ở tận cùng ngoài này là cây búa, còn chính giữa này là cái đinh nè, cái đinh. Thì cây búa đóng đinh phải không? Tất nhiên trong trường hợp này không phải là cây búa dùng để đóng đinh, mà cây búa là dùng để chặt cái cây này để làm hai nè. Như vậy đây là cái cây sau khi nó chặt làm hai. Bên này thể hiện cây búa và cây đinh. Ở dưới này là những lời nói. Những lời nói. Thì đó là tất cả yếu tố của cái chữ triết. Nhưng mà dần dần thì người ta, những cái người đời sau họ cải biên thì họ không biết cái vụ mà người ta chặt cái cây làm hai, cái người ta nối liền luôn, có thành cái cây nguyên luôn. Đó, thành cái cây nguyên luôn. Nhưng mà khi thành cái cây nguyên như thế này thì người ta cuối cùng thì người ta lại hiểu rằng đó là bàn tay. Bàn tay năm ngón. Cuối cùng lại sửa thành chữ bàn tay. Thế thì cuối cùng chữ triết như thế nào? Chữ triết á, một bên đó là ở trong này là cây búa và vẽ lại phía trong. Chữ T ở ngoài này là cái đinh. Rồi á, hai cái nhánh cây mà chặt làm hai đó viết lộn riết rồi thành nhận ra là cái bàn tay. Rồi thì cái phần cuối cùng này, đầu tiên thì vẽ là ngôn, tức là lời nói. Sau đó vẽ là trái tim, có nghĩa là sự cảm nhận. Thực ra lời nói rồi cảm nhận thì nó cũng ná nhau. Cảm nhận là không có nói ra, nhưng mà lời nói thì có nói ra. Rồi chữ khẩu này là nói ra, nói về. Khẩu nói về thì thực sự những cái chữ phía dưới này, những cái yếu tố này thay đổi nó không quan trọng lắm. Thì cuối cùng chữ triết có nghĩa là dùng một cây búa mà chặt một cái cây ra làm hai. Khi nói tới đây thì các bạn thấy là phân tích cái chữ rồi thì chúng ta thấy đâu có ló ra cái ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn thử tưởng tượng, thay vì chặt cái cây làm hai, bây giờ mình xem cái cây đó là một vấn đề. Tức là ý người tạo chữ muốn nói là một, tất cả vấn đề đều có thể chia thành hai phần. Hay nói khác đi, mọi cái vấn đề gì cũng có hai mặt của nó. Nếu chúng ta chặt ra, chúng ta sẽ có mặt trái và mặt phải của nó. Nói khác đi, mọi vấn đề đều có thể phân thành hai phần, âm và dương.
Ở đây thì người xưa cũng là có nhắn nhủ chúng ta là không phải dương là tốt hay là âm là xấu, mà thực ra dương và âm là nó bổ sung cho nhau. Cái vấn đề là cần phải điều hòa âm và dương. Đấy, chẳng hạn như là người ta xem nam là dương thì nữ phải là âm, và hai bên nam và nữ nó phải như là điều hòa với nhau thì mới tốt. Nếu mà nói như thế thì một cái người nam thì cần phải lập gia đình thì nó mới được điều hòa âm dương, tức là trong người nam là dương thì phải cần có cái âm nó bổ sung, ngược lại nữ là âm thì cũng phải cần có cái phần dương nó bổ sung vô thì kết quả là mới tốt. Trong rất nhiều bài nói hay bài viết tôi thường hay dùng cái từ gọi là điều hòa lưỡng nghi, thì nếu mà bạn nào có từng đọc bài tôi thì thường thấy những cái câu này xuất hiện trong những bài viết. Thì tất nhiên tới đây tôi chỉ nói tới đây thôi, tại vì nếu nói nữa thì thành nó là đề. Nghe, mình đang mình học chữ Hán chứ không phải là học môn triết, ha, thì là xong hai chữ triết học, ha. Hai từ mà tôi giới thiệu tiếp sau đây là hai từ vị giác. Giác là cảm giác, vị là cái mùi vị, vị giác. Đây là hai chữ vị giác. Thì trước tiên thì tôi giải thích chữ vị giác trước, thì các bạn thấy là đây là tôi nhắc lại thôi chứ chữ được học rồi. Chữ giác thì khác là chữ học nãy con một điểm thôi. Thay vì ở dưới này của chữ học nãy là chữ tử, bây giờ nó là chữ kiến. Kiến là đây là con mắt nè, đây là hai cái chân nè. Kiến là nhìn, phải không? Chữ kháng không nhìn nữa, nhưng mà chữ kháng khác, chữ kiến khác. Đây là kiến. Kiến có nghĩa là thấy, ha. Rồi thì như vậy là cái chữ giác này rất dễ giải thích. Học đi rồi sẽ thấy, học rồi sẽ thấy, thì chữ đó có nghĩa là giác. Ở trên này là học nè, ở dưới này là thấy nữa. Vậy là xong chữ giác ha. Bây giờ quan trọng là chữ vị. Cái ý tôi muốn nói là chữ vị mình chưa học. Chữ vị. Thì mình thấy chữ vị đó, nó kết hợp với hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là chữ khẩu. Yếu tố thứ hai là chữ vị. Chữ vị bên em mình học rồi nè. Thì các bạn thấy rõ ràng đây là chữ gì đấy? Phải chữ mộc không? Đó là chữ mộc nè. Nhưng mà ở trên này thêm nét. Nó khác đi, nếu mà chữ cây đó thì đây là một chữ u quay lên và một chữ quay xuống là chữ mộc và cây rồi. Bây giờ nó tới hai chữ u quay lên, là đây là cái cây này có rất nhiều cành, cành lá rất xum xê nhưng mà có điều chưa có quả. Cái cây này chưa có quả thì người ta sử dụng cái thông tin chưa để mà hiểu cái từ này là chữ chưa. Chưa tức là vị. Bây giờ khi mà mình hỏi ý với chữ khẩu nữa thì nó vẫn đọc là vị, có nghĩa là cái chữ hỏi ý thêm cái khẩu đồng âm với chữ cũ, mượn âm với chữ cũ là vị luôn. Như vậy chữ này cũng vị. Như vậy là sao? Ta hiểu thế nào về cái chữ vị này? Mà có dính líu gì tới cái vấn đề mà gọi là vị giác? Bây giờ nếu nói vị thì các bạn thấy là vị là làm sao mình có vị giác đi? Thì vị giác nó sẽ đưa nhờ cái lưỡi của mình. Nhờ lưỡi mình sẽ có vị giác. Thì các bạn biết là trên lưỡi mình nó có những cái điểm thần kinh. Có những cái điểm nó nhận biết chua, có những cái điểm nó nhận biết ngọt, có những cái điểm nó nhận biết gai. Thì tất cả những điểm nó phân bố là có thứ tự ở trên lưỡi á, ha. Đấy, nó phân bố có dùng thì biết cay, biết dùng biết chua, dùng biết ngọt chẳng hạn, dùng biết mặn. Thì trên lưỡi đó là vị giác á, ha. Như vậy chữ khẩu với chữ chưa, bên đây có nghĩa là chưa mà bên đây là chữ khẩu, là sao? Thì bây giờ các bạn nghe kỹ nha. Cái miệng đó là để ăn, phải không? Nhưng mà chưa có ăn. Vì là ở đây cái ý người ta muốn nói ăn, ăn đó nhưng mà chưa có ăn. Rồi ăn mà chưa có ăn là sao? Ăn mà chưa có ăn là mới nếm thử thôi, phải không? Từ đó, từ ý nghĩa này mà người ta đặt ra cái chữ này gọi là chữ nếm. Mà nếm ở đây có nghĩa là tiếng Hán Việt là vị đó. Xong ha. Hai chữ kế tiếp mà tôi giới thiệu các bạn là hai chữ cũng có thể rất thường nghe, hai chữ yết hầu. Yết hầu là cái nơi rất là quan trọng. Ví dụ như là thường thường mình nói là đánh giặc đó, mà mình nói là mình đánh ngay yết hầu á, là con chỉ đánh ngay chỗ đó là lấy ăn đó. Yết hầu là cái nơi hiểm yếu nên quan trọng. Như vậy tại sao mà yết hầu mà gọi là nó hiểm yếu?
nha. Thì sau khi học hết hai chữ này thì các sẽ biết là tại sao mà yết hầu lại là cái nơi mà rất hiểm yếu. Đây, hai chữ yết hầu. Sau đây hai chữ yết hầu. Thì đầu tiên các bạn xem cho yết, chữ yết có mấy yếu tố. Hai yếu tố, yếu tố thứ nhất là chữ khẩu, yếu tố thứ hai là chữ nhân. Phải không? Chữ nhân, nhân là nguyên nhân đó. Nhân là tức là lúc trước mình có học rồi, nhân là dựa vào. Thì các bạn thấy đây thực chất là gì? Hình ảnh chữ nhân là một cái người đang nằm trên chiếc chiếu. Đây là vẽ một người đang nằm trên chiếc chiếu. Ha. Có nghĩa là cái người này nhờ chiếc chiếu, nhờ vào chiếc chiếu mà có thể nằm. Như vậy là cái chữ nhân này người ta sử dụng cái ý nghĩa nhờ. Nhờ. Rồi, bây giờ mình lấy chữ nhờ này mình hội ý với chữ khẩu, như là cái miệng. Rồi. Rồi giờ tôi hỏi các bạn nha. Cái miệng nè, nhờ vào cái gì mà để đưa đồ ăn xuống bao tử? Cái miệng nè và chữ khẩu, nhờ vào tức là chữ nhân nè, cái gì mà để đưa cái thực phẩm vô bao tử? Nhờ cái gì? Đấy, tất nhiên là nhờ cái thực quản. Thì như vậy chữ, cái chữ này thể hiện cái chữ thực quản đó ha. Tức là cái miệng nhờ cái thực quản mà đưa đồ ăn xuống bao tử. Thì đó là chính cái chữ này là chữ yết. Rồi bây giờ bên đây người ta cải biên thì sao? Thì người ta nè, hai cái tay này thì vẽ thẳng ra. Rồi đây là đó, vẽ vậy rất dễ hiểu rồi, phải không? Rồi xong bây giờ tới chữ hầu. Thực ra chữ hầu thì nó cũng ná ná như là chữ chữ yết vậy đó, nhưng mà dạng nghĩa hơi khác. Chữ hầu thì nó có tới như là rất nhiều yếu tố. Yếu tố nhất là một người nè, cái miệng nè, cái vòm hang núi nè, rồi đây là cái vách hang nè, ở trong thì cái mũi tên nè. Như vậy là ở trong hang núi là có một cái ông thợ săn đang cầm mũi tên. Bây giờ mình hiểu là gì? Tức là trong cái hang núi này nè, có một cái ông tức là người ta đó, có một người mà làm thợ săn mà có mang theo cung tên và rình ở trong hang núi đó. Khi mà gặp thú rừng hay gì mà đi ngang mà bất cẩn đi ngang là sẽ là dùng cái mũi tên này bắn ra là để tiêu diệt ngay. Rình bắt ngay đó, rình bắt đó, để mà hội ý với chữ khẩu. Như vậy là đồ ăn đó mà khi vào miệng rồi thì á, gặp cái thằng này là nó rình nó bắt ngay. Như vậy cái thằng này là thằng nào? Thì cái thằng này cũng là cuốn họng chứ. Chứ đồ ăn vào miệng thì cái thằng này nó bắt ngay. Cái thằng này tôi gọi tên là hầu. Như vậy thực ra cái chữ yết hầu đó có nghĩa đó, nó ná nhau. Bây giờ người ta sử dụng hai chữ này người ta ghép lại để người ta nói cho ý nghĩa nó rõ ràng hơn thôi. Thì cũng giống như tiếng Việt thôi, mình gọi là cuốn họng, mình dùng hai từ. Cuốn thì nó cũng có cái dạng tròn tròn đúng không? Còn họng thì nó cũng có cái vẻ tròn tròn, nó cũng ná nhau, giống như tiếng Việt là cuốn họng thôi. Thì người Hán gọi là yết hầu. Rồi nhưng mà vấn đề vẫn chưa kết thúc nha. Bây giờ đây các bạn biết á, thường thường người ta nói yết hầu là một cái nơi hiểm trở, rất là nguy hiểm. Ví dụ như đánh ngay yết hầu của quân địch thì mình thấy mà đánh ngay được yết hầu quân địch mà tức là giết được quân địch. Hay là thường thường tôi lấy ví dụ như là mình làm gà làm vịt á, thì mình thường thường mình cắt ngay cái yết hầu, cắt ngay cuốn họng. Thực ra thì cái điều cũng đúng thôi, tại vì đa số những cái động mạch lớn rồi những cái tĩnh mạch lớn đều đi qua cái yết hầu. Nếu mà cắt nhầm những cái động mạch lớn, tĩnh mạch lớn thì lúc đó tim máu nó sẽ ra liên tục và tim không còn máu nó, tim sẽ ngừng đập là chết ngay. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà như vậy là con gà con vịt mà khi mình cắt cổ nó chết, là tại vì mình cắt trúng nhầm cái động mạch của nó thì nó mới chết. Có nhiều khi nhiều người không biết cắt cổ gà đó, cứ cắt mà cái động mạch thì không đứt thì con gà nó buông ra là nó cũng chạy đó, đại khái như thế nha. Cho nên nó là chỗ hiểm yếu. Ngoài ra nó còn những cái lý do khác, thí dụ như về mặt mà giải phẫu học thì các bạn biết cái chỗ yết hầu đó là nó cái ngã ba, tức là thực quản và khí quản của chúng ta đó là nó đứng cạnh bên, tức là thực quản nó cũng có lỗ mà khí quản nó cũng có lỗ, mà hai cái lỗ này nó đứng kế bên. Tức là khi chúng ta thở đó thì không khí nó đi vào cái đường phổi, khi ta ăn đó thì đồ ăn nó sẽ vào thực quản.
nhưng mà có đôi khi đồ ăn nó cũng nhiều khi nó nhảy trọt ở bên phổi, rất là nguy hiểm. Cũng vì vậy mà phía chốt của cái vòm họng ở phía trên đó là nó có cái lưỡi già. Thì cái lưỡi già này có nhiệm vụ là khi mà chúng ta ăn đó thì lưỡi già nó sẽ đậy cái khí quản lại để cho thực phẩm đừng có lọt bên khí quản và để cho đồ ăn qua bên thực quản. Nhưng mà đôi khi nó làm những cái động tác sai đi, đào này ăn nó lọt qua bên phổi. Nhất là chúng ta vừa ăn mà vừa nói chuyện đó. Thì khi vừa ăn rồi nói chuyện thì có thể lưỡi gà nó sẽ đậy không kín khí quản, làm cho đồ ăn lọt qua cái khí quản nên chúng ta bị sặc. Thì lúc mà lọt cho phổi như thế thì phổi, các cơ quan phổi nó sẽ nó co lại một lực rất lớn, tạo ra một cái áp lực mà đẩy cái vật lạ ra khỏi cái đường khí quản với một cái vận tốc là 300 km/h. Đó, lực rất lớn. Nếu mà nó rớt vô luôn đó, thì rất nguy hiểm đó. Nha. Và cũng chính ở cái vị trí cái hầu này thì nó có cái cơ quan phát âm, tức là cơ quan phát ra tiếng nói đó. Một phần cũng vì cái cơ quan phát âm nó ở ngay cái yết hầu, cho nên là khi mà những người mà người ta bay ra nó, nếu mà bác sĩ dạy phẫu không khéo có thể làm hư giọng nói, rất là nguy hiểm. Thành ra nói yết hầu là nơi nguy hiểm thì cũng không sai. Và vậy là bữa nay mình lạc đề quá xa rồi nghe không? Thôi, chấm dứt hai chữ yết hầu ở đây đi. Hai chữ mà tôi nói tiếp ở đây là hai chữ hô hoáng, mà dịch ra tiếng mình gọi là la làng đó. Hô hoáng bớ người ta đó. Đây, hai chữ hô hoáng. Thực ra chữ hô này học rồi ha. Đây là cây kèn phải không? Mà ở trên này có ba chấm, có nghĩa là cây kèn này thổi lớn tiếng. Đây, cây kèn. Ở đây ba chấm thì cũng vẽ là ba nét thành chữ bi vô. Nhưng cuối cùng ta vẽ thế này. Ha, cũng ba chấm. Ở dưới này cây kèn phải không? Bên đây. Rồi, hội ý chữ khẩu. Khẩu, khẩu. À, như vậy là sao? À, như vậy thay vì cái kèn thổi lớn tiếng, mà ở đây không phải là cái kèn thổi lớn tiếng mà là cái miệng của con người la lớn tiếng, có nghĩa là cái miệng này la lớn tiếng chứ không phải cây kèn. Thì hội ý này có nghĩa như thế, cái miệng la lớn tiếng. Thì cái miệng la lớn tiếng là gọi là chữ hô. Thì hồi trước không có chữ khẩu thì cũng đọc là chữ hô. Nhưng mà kỳ rồi, hô đó là tiếng kèn nó lớn, còn kỳ này là cái miệng la lớn, đó chính là chữ hồ. Hồ đây là bớ người ta đó, hồ. Rồi ở dưới này là chữ quán. Chị Phan xem chữ quán thế nào thì chữ hô chữ quán này thì chữ nghĩa cũng na ná nhau thôi. Trước tiên bạn thấy đây là có một người ở phía trên phải không? Ở đây là cái huyệt, cái huyệt tức là cái hang á. Thì hồi xưa người ta vẽ cái hang đó thì cũng tưởng tượng như cái nhà mình, ta cũng nói là cái hang đó. Đi cái hang thì mình chung vô chung ra phải không? Thì cái nhà mình cũng chung vô chung ra gì, cái nhà thì người ta có thể là giả tá là cái hang, như này cái hang có hiểu được, có thể là cái nhà. Nó khác đi là cái người này nè đang ở trên mái nhà, còn hai bàn tay này là ở dưới mái nhà, dưới mái nhà. Thì các bạn tưởng tượng là cái người ở trên mái nhà này là đang lợp nhà, còn những người ở dưới này là đưa đồ lên cho ổng lợp, ví dụ đưa lá lên, đưa gạch lên, hay là đưa những cái dụng cụ, công cụ gì đó đưa lên cái người ở trên. Người ở trên thì la lên thì người ở dưới đưa lên. Đó. Thì chẳng hạn như là giờ người ở trên đang lợp nhà đi, thì mới la lên, ôi hết lá rồi. Thì đó là hoáng đó. Hết lá rồi thì người ở dưới này sẽ đưa lá lên. Đó. Hết cây rồi thì người ở dưới này sẽ đưa cây lên. Ôi đưa cây búa lên rồi thì ở dưới này sẽ đưa cây búa lên. Thì như vậy là cái cảnh như thế người ta gọi là hoáng. Vậy cái miệng la đó là chữ khẩu nè. Chữ khẩu này la cái chuyện đó. Bây giờ các bạn coi cái cả miệng. Người ta thì giờ vẽ thành vậy. Còn cái huyệt thì vẽ thế này. Phải không? Các bạn biết rồi. Còn hai bàn tay thì giờ ta viết gọn thành chữ đệ nè. Một bàn tay ba ngón nè. Kéo ở đây cũng bàn tay ba ngón nè, viết gọn lại. Rồi, bên đây thì hai cái máy cái này ta mở thành chữ bát, chữ bát không có nghĩa là mở ra. Mở ra thì mới mở ra mới chung vô được chứ. Ha, mở ra. Đó, là cũng có nghĩa là chữ huyệt, mà đây cũng có nghĩa là cái nhà. Một người thì vẽ gì dưới là chữ đại phải không? Thì đó là chữ hoáng. Rồi, hô hoáng thì đồng nghĩa với chuyện là giống như là mình hiểu là la làng lắm. Rồi, vậy là xong hai chữ hô hoáng ha. Hai chữ mà tôi nói tiếp ở đây là hai chữ thương trường. Đây, hai chữ thương trường. Thương trường như chiến trường hả? Có chắc vậy không? Là có lẽ đúng đó. Đây,
con xem hai chữ thương trường. Thì đầu tiên là xem nó thương đi, chữ thương có bao nhiêu yếu tố, mình thấy mình thế nào đây. Thương ha, là thứ nhất là cái dấu hiệu này là dấu hiệu chữ tranh, tức là chỉ cây đao, thích tranh chén đó. Ở đây ta hiểu là hình sự. Rồi, cái phần thứ hai này là dễ cái huyệt không? Hồi dưa hồi xưa mà dễ cái huyệt đó thì nó có cái ý nghĩa là tội tù. Tội tù là bị nhốt vô hang á. Tội tù. Rồi ở dưới này là gì? Chữ khẩu. Như vậy là cái chữ thương nó có bao yếu tố. Thứ nhất là một cái yếu tố là vấn đề pháp luật. Vấn đề nữa là tội tù. Và vấn đề thứ ba nữa là sự thảo luận, sự bàn bạc. Như vậy chữ thương chẳng qua là gì? Thương thì mình hiểu là mua bán. Nhưng mà mua bán là một vấn đề không đơn giản. Mua bán là cái vấn đề là thảo luận, bàn bạc với nhau. Nhưng nếu mà chúng ta thảo luận và bàn bạc với nhau không khéo thì vẫn có thể sinh ra cái chuyện là vi phạm pháp luật, cũng như là việc mà bị ở tù. Chính xác gì không? Nếu mà chúng ta mua bán ma túy rồi, có dính líu tới hình sự không? Có dính líu tới tù tội không? Tất nhiên là có. Nếu mà chúng ta bàn bạc với nhau mà không thỏa đáng thì có thể xảy ra thư kiện không? Thì khi xảy ra thư kiện có thể xảy ra vấn đề là tù tội không? Tất nhiên là có. Như vậy là chữ thương phải nói là người xưa chế chữ rất là hay ha, gồm bao tố. Chữ thương có nghĩa là dính líu tới pháp luật, dính líu tới tù tội và dính líu tới những cái cuộc thảo luận không có hồi kết. Rồi tiếp sau đây là chữ trường. Trường thì tôi nói luôn, trường là cái sân. Bây giờ thế nào gọi là cái sân đây? Tại sao? Thì các bạn thấy đây là có chữ thổ nè. Thổ chính là phần đất. Trước tiên người ta không vẽ chữ điền. Nếu người ta vẽ chữ điền thì cũng là đất, nhưng mà đất ruộng thì nó không phải là cái sân rồi ha. Nhưng mà đây là vẽ chữ thổ ha. Đó là mẫu tố. Hai nữa, bên đây người ta vẽ cái mặt trời và có những cái tia nắng như vậy. Cái phần đất mà mặt trời nó chiếu rọi tới thì dứt khoát cái phần đất đó phải là đất trống. Tại vì nếu mà có nhà thì mặt trời nó chiếu rọi tới, phải không? Chứ là phải đất trống. Đồng thời vì nó có những cái tia nắng rọi tới cho nên là cái phần đất này nè là có thể đem lúa thóc ra phơi, và tất nhiên là có thể tổ chức những cái hoạt động mà ngoài trời đó, chẳng hạn như cũng có thể tổ chức đá banh, mà cũng có thể tổ chức đá cầu chẳng hạn. Thì cái này rõ ràng là cái sân là cái gì đấy, cho nên người ta hội ý hai yếu tố chi thổ và cái ánh nắng mặt trời thì thể hiện cái chữ mà ta gọi là sân, từ Hán Việt gọi là trường, là như thế. Hai chữ mà tôi giới thiệu tiếp theo đây là hai chữ duy vật. Duy vật, duy tâm đó. Nhưng bây giờ mình nói duy vật đi, chỉ nói vấn đề từ ngữ thôi ha, chứ không có đi sâu vô cái vấn đề triết lý đâu. Đây, trước tiên các bạn nhìn thấy chữ duy như thế nào. Chữ duy gồm hai yếu tố, một bên là chữ khẩu, một bên là chữ truy, tức là con chim. Đây, nhìn cái hình bên đây coi, một bên chữ khẩu phải không, một bên là chữ truy, bên con chim. Một bên chữ khẩu, bên con chim. Tôi lưu ý, khẩu này là cái miệng của người ta, còn con chim này á là con chim, vậy thôi. Cái miệng người ta là chữ khẩu, hậu ý với con chim là ý nghĩa gì đó. Thì bây giờ các bạn cứ tưởng tượng con chim nó hót, chim hót thì cái miệng người ta có thể làm được chuyện gì? Chẳng hạn như con chim nó hót đi thì cái miệng con người ta có thể làm cái gì? Theo tôi nghĩ là chỉ có thể làm việc duy nhất là bắt chước nó, hót theo nó. Đó là duy nhất chỉ có thể làm chuyện đó thôi, chứ không làm được cái gì hết. Phải rõ ràng không? Khi con chim mà nó hót đi thì mình chỉ có một cách làm duy nhất thôi, là mình bắt chước, mình hót theo nó. Nên từ cái ý nghĩa này người ta dùng cái hội ý giữa cái miệng và con chim để thể hiện cái chữ duy. Duy nó có ý nghĩa là duy nhất. Rồi bây giờ tới chữ vật. Thì kỳ rồi mình có học chữ vật nữa là con dao có tẩm thuốc độc. Nhưng mà kỳ này chữ vật nó khác nha. Đây là chữ vật khác nữa. Vật này là chữ vật chất đó, material đó. Thì các bạn thấy chữ vật này bao nhiêu yếu tố? Có hai yếu tố cùng những yếu tố phụ là những cái chấm này đây. Thì đây là vẽ hình này con bò nè, cái là ngưu á, con bò nè. Bên đây là con dao. Con dao này không phải tẩm độc nha. Chỗ này khác. Cái dao này là đang nhuốm máu. Cái dao đang nhuộm máu. Nói khác đi là đây là cái hình ảnh mà dùng con dao giết con bò, hay là làm con dao, cầm con dao mà thịt con bò. Rồi con bò thì từ giết thế này ha. Rồi con dao thì có thêm những giọt máu là phải không. Lẽ ra con dao thì đơn giản đó.
nhưng mà thêm hai cái giọt máu rồi kéo dài ra. Rồi còn chữ bò bên đây thì các bạn thấy là có hai sừng, đó là chữ U đưa lên, phải không? Hai sừng thì bên đây người ta vẽ lại là thành dấu kết cái vẽ ngang. Còn ở dưới này là cái đường ngang thì bên đây đã vẽ thành cái dấu đá lên, ở đây thêm cái dấu đá lên nữa. Rồi cái chữ con dao nhuộm hai đường máu này đó thì bên đây vẽ thành chữ vật nè, giống như kỳ rồi là cái dao mà tẩm độc nha. Đó vậy là đó là hình thức của cái chữ là vật. Ngày nay thì chúng ta hiểu chữ vật có tức là vật chất đó, một video. Vậy tại sao mà cái dao giết con bò lại thành chữ vật chất? Chữ vật trong chữ vật chất là tại vì người xưa người ta quan niệm đó là bò nó cũng như là một cái vị thần vậy đó, mà do ở trên trời người ta sai xuống. Thì tại sao bây giờ chính con bò đó là nó giúp con người làm những công việc nặng nề như là cày bừa đó, rồi không những còn khi mà đói đó thì còn cho thịt con người ăn nữa đấy, cái phân bò đó mà làm cái cây gỗ tốt tươi nữa. Tức là người xưa họ nghĩ rằng là tất cả những cái vật chất mà có ở trên cái trái đất này đều do con bò mà làm ra cả. Vậy sau này người ta đồng nghĩa cái chữ mà giết bò thành cái chữ vật mà chỉ cho vật chất như chúng ta hiểu ngày nay. Phần 78 tới đây xem như là kết thúc. Mời các bạn đón xem phần 79. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.